Hot hot hot, áo phong One Piece ra mắt theo nhiều mẫu mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Tất tần tật về cuộc đời của vua bóng tối xin vào Rayleigh. Yo, xin chào anh em. Để trở thành một hải tặc vĩ đại không phải chuyện ngày một ngày hai. Ở trên tầm đó, người đời gọi với danh xưng huyền thoại. Cả thế giới không có mấy cái tên. Cho đến thời điểm hiện tại, những huyền thoại thời đại cũ đã được xác nhận bao gồm Garp, Sengoku, Công, Dâu Trắng, Shiki, Roger và Sebek. Còn một người nữa chính là nhân vật chủ đạo trong video ngày hôm nay, Silver Rayleigh, vị phó thuyền trưởng duy nhất trong tổ đội của những người lãnh đạo xuất chúng. Điều này khiến cho ông được coi là vị vua không ai sau vua hải tặc, Hắc Ám Vương Rayleigh. Cái tên cũng đủ gây sức hút với mỗi lần ông xuất hiện, một trong những nhân vật chỉn chu nhất bộ truyện. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất tần tật về cuộc đời của vua bóng tối trong vỏn vẹn hơn 10 phút đồng hồ. Get go! Một, tổng quan. Giống với phong cách ăn mặc thường thấy của những huyền thoại vĩ đại, Rayleigh debut tại sàn đấu giá Sabaody với dáng vẻ của một ông lão cao giáo, gu thời trang đơn giản với áo phông và quần sóc. Càng thoải mái, càng tự do với những người như ông. Rayleigh lúc còn trẻ có tóc vàng, được thể hiện qua trận đánh với Dầu Trắng, nơi mà ông ngăn chặn Marco chỉ với một ngón tay. Gương mặt tư chất đế vương lúc nào cũng biểu hiện sự tự tin và ngầu lòi. Ông là một trong những huyền thoại sống của làng hải tặc, được thế hệ trẻ biết đến nhưng chọn cách sống ẩn thân để tránh tai mắt của chính quyền. Nói ẩn thân cho vui thì thôi, chứ vua bóng tối chưa bao giờ ngán hải quân cả, thậm chí còn tự để mình bị bắt với định trộm hết số tiền của những kẻ đấu giá, mục đích là cắm vào các sòng bài. Rayleigh là tín đồ trung thành của cờ bạc. Hơn 40 năm trước, ông quen biết với cựu nữ vương Amazon Lily, kết hôn cùng với Sakuzaku hay còn gọi là Saki. Hai người mở một quán rượu tại quần đảo Sabaody. Ông được thuyền trưởng Roger giao cho trọng trách chờ đợi Joy Boy xuất hiện ở cột mốc đến tận thế giới. Sau khi nghe về câu chuyện của Sanh về Luffy, thuyền phó huyền thoại đã rất trông đợi được diện kiến người kế thừa chức vụ rơm của vua hải tặc. Ở độ tuổi đã kinh qua quá nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, Rayleigh trở nên điềm tĩnh hơn trước mọi tình huống. Ông có thể nắm bắt tình hình lộn xộn ở sàn đấu giá với chỉ 10 giây nghiền ngẫm. Điều đó cho thấy ông quả thực là một chiến lược gia tài tình, xứng đáng là cánh tay phải của Roger. Ấy thế, trong quá khứ, vua bóng tối lại tỏ ra khá thiếu kiên nhẫn với những trò đùa của Roger hay mấy thằng nhóc suốt ngày đánh nhau như Sanh và Bucky. Giờ đây, ngay cả khi dạy dỗ thằng đại ngốc như Luffy, bỏ công gấp 10 lần người bình thường để giúp cho cậu học thông suốt, Rayleigh vẫn bình trần như vậy, không hề cộc cằn hay cáu gắt như thời trẻ tuổi. Ông đã thể hiện được bản thân là một người rất khiêm tốn, thường xuyên nói về tuổi tác đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như nào. Đường cù tại trận solo với đô đốc Kizaru, Rayleigh thừa nhận bản thân có thể hụt hơi nếu trận đấu kéo dài. Mới đây ông còn thẳng thừng về việc khó lòng đánh bại Dâu Đen khi đẳng cấp không còn duy trì tốt như xưa. Cơ mà ai biết được Rayleigh có thực sự khiêm tốn không? Chúng ta chưa hề được nhìn thấy vua bóng tối chiến đấu một cách nghiêm túc trong cả manga lẫn anime. Nổi tiếng là một người bình tĩnh, vua bóng tối ít khi cuống lên trước những tình huống bất ngờ. Lúc chiến đấu với đô đốc hay đi qua vành đai tĩnh lặng và bị đám tàu, ông ấy đều giải quyết một cách vui vẻ với nụ cười trên môi. Ở cái tầm của một huyền thoại, gần như không có gì có thể gây sốc cho vua bóng tối. Duy nhất sự đáng sợ của Hàn Cốc nhéo mũi Rayleigh là thứ khiến cho vị thuyền phó vĩ đại phải bối rối. Tính cách đặc trưng khác của ông ấy được thể hiện qua việc rất thích tưởng nhớ và kể về quá khứ hào hùng lúc còn trong hải tặc Roger. Giống như Dâu Trắng, Rayleigh cảm thấy tự hào về chuyến hành trình trong cuộc đời của mình. Sống không có gì phải hối hận. Ông cố gắng giữ lời hứa với Roger để hoàn thành tâm nguyện đưa Joy Boy từ đáy xã hội đi lên. Là người có lòng trắc ẩn, Rayleigh sống với quá khứ hào hùng, rất tôn trọng những kẻ thù xứng tầm như Dâu Trắng, Garp hay Shiki. Ông thường ngồi uống rượu một mình ở quán bar quen thuộc, nơi Rayleigh, Roger thường cùng nhau chén chú chén anh. Ngoài ra, theo Saki, vua bóng tối rất yêu quý những người phụ nữ đẹp. Dù là huyền thoại, ông thích được gọi là Ray-san hơn những cái tên hào nhoáng khác. 2. Năng lực và sức mạnh. Rayleigh thuộc top nhân vật mạnh nhất thế giới, dù ông đã qua cái thời kỳ đỉnh cao, đẳng cấp thuyền phó vĩ đại vẫn có thể chạm ngưỡng tứ hoàng không mấy khó khăn. Tuy nhiên, thể lực không cho phép chiến đấu kéo dài. Sức mạnh Hắc Ám Vương được ca ngợi rất nhiều bởi đối thủ. Anh hùng Garp từng tuyên bố sẽ không động chạm gì đến Ray-san bởi tổng bộ không có cửa để đối đầu với một lúc hai huyền thoại. Sức mạnh được Sakuzaku miêu tả gấp 100 lần các siêu thần tinh cộng lại. Fabia để đời của người bạn tình vô ông tối, từ đâu đã trở thành giải thoại cực kỳ nổi tiếng. Ông cũng là thành viên đầu tiên phiêu lưu cùng Roger, được chính thuyền trưởng đích thân đến mời vào clan để cùng nhau chinh phục đại trình. Rayleigh rất giỏi chuyện ẩn ấp. Ông ấy thoát khỏi bản án truy nã của chính phủ suốt 20 năm kể từ khi vua hải tặc Roger bị xử tử. Điều này chỉ xảy ra với Robin, trong khi đứa con của quỷ phải cậy nhờ vào băng đảng để che giấu thân phận,
thì Rayleigh bằng sự thông minh và lươn lẹo đã nhiều lần qua mặt các tài mắt quái quân. Ông tận dụng hoạt động khai thác nô lệ trái phép, từ đó kiếm sống bằng cách cướp tài sản của bọn vô nhân đạo, đồng thời giải thoát cho rất nhiều nô lệ, bị đưa đến sàn đấu giá ở Sabaody. Tất nhiên, là thành viên bang Roger đi đến hòn đảo tận cùng, Rayleigh biết mọi thứ về thế kỷ trống. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể giải thích một cách chính xác như những người đọc được ký tự trên Poneglyph. Vua bóng tối từng có ý định tiết lộ nó cho Robin biết, nhưng bị từ chối. Thậm chí Luffy cũng say nâu nốt vị trí của hòn đảo tận cùng. Cả hai muốn tự mình khám phá, như thế mới thực sự là một hành trình đáng nhớ. Đáp lại, Rayleigh cười rất sảng khoái bởi vì không bỏ phí thời gian tiếp những cậu trai trẻ cực kỳ thú vị. Theo lẽ thường, bọn hải tặc sẽ nằng nặc đòi nghe về câu chuyện của Rayleigh, đương cử như ai đó, Usopp chẳng hạn. Cánh tay phải của vua hải tặc toàn diện về mọi mặt. Tuổi cao càng giúp ông có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tình huống. Ông nhanh chóng nhận giải quân sẽ cử hạm đội đến bắt Hàn Cốc sau khi tổ chức thất vua hải bị khai trừ, nếu không có vợ chồng Hắc Ám Vương tới cứu. Rõ ràng Amazon Lily sẽ bị tuyệt diệt trước vũ khí tân tiến của chính quyền và tứ hoàng rùa đen rồi. Một mình bơi qua vành đai tĩnh lặng, đồng thời tặng con vua biển dữ tợn một bài học nhớ đời. Rayleigh gây ấn tượng với băng hải tặc trái tim. Như vậy mới đúng kiểu huyền thoại thời đại cũ chứ. Dù thể chất không còn như lúc trẻ, vua bóng tối vẫn dư sức khiến thế hệ trẻ phải kính nể. Một người tự cao như kít còn phải nghiêng mình cẩn trọng gọi một tiếng huyền thoại khi nói về thuyền phó vải tặc. Trên anime, Rayleigh còn thể hiện sức mạnh phi thường và độ chính xác tuyệt đối khi sử dụng những viên đạn nhỏ để phá vỡ những đại bác quải quân. Ông sở hữu tốc độ phi thường, bắt kịp đô đốc Kizaru ăn trái quỷ ánh sáng. Già mà còn gần quốc tốt thế, bảo sao cô vợ Saki không bỏ theo trái cho được. Hai người đứng cạnh nhau, quả thực xứng đôi vừa lứa hết chỗ chê. Rayleigh là một kiếm sĩ cực kỳ điêu luyện toàn thời gian. Ông ấy đã chiến đấu ngang ngửa với đô đốc Kizaru, người mà bản thân anh ta là một kiếm sĩ có tay nghề cao. Khi sử dụng Amano Murakumo, được tạo ra từ ánh sáng, tốc độ linh hoạt, độ chính xác cao, giúp vị huyền thoại lấy vết máu trên mặt Bosalino, chứng minh haki vũ trang của ông phải cực mạnh. Những đòn chém kiếm khí cũng rất bá đạo, chỉ một cú vừa nhẹ là đủ bay màu một toán quân tinh nhuệ của hải quân. Ở thời đại của mình, chắc chắn Rayleigh cũng thuộc top kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Vua bóng tối là một trong số ít những người sở hữu cả ba loại haki, bao gồm sắc màu chinh phục, chỉ xuất hiện ở bậc đế vương. Haki vũ trang giúp ông dễ dàng đổi hướng đòn tấn công của Kizaru, trong khi vị đô đốc cố gắng hạ Luffy bằng cú đá ánh sáng. Haki vũ trang cấp cao được ông thể hiện thông qua việc phá vỡ chiếc vòng cổ của Kami trước khi nó nổ tung. Bên cạnh đó, trong lần làm mẫu cho Luffy, Rayleigh cũng đẩy lùi một con vua biển khổng lồ mà chưa chạm trực tiếp vào nó. Đó chính là haki vũ trang cộng haki báo vương cấp độ 2 đẳng cấp tứ hoàng. Chúng ta vẫn không thể quên được phân đoạn mà cô hiện nguyên hình khi chạm trán thuyền phó vùng tối, đặc biệt chỉ với một ngón tay duy nhất, áo trình. Nhiều khả năng, ông cũng sở hữu haki quan sát thấu thị tương lai. Rayleigh đã nói về nó để giảng dạy cho Luffy. Ở tần thế giới có một vài người đạt được trạng thái bá đạo này, năng lực đặc biệt nhìn trước tương lai gần, không thể dạy được. Nó chỉ có thể hoàn thiện trong những trận chiến sinh tử. 3. Quá khứ hào hùng. Ở cuộc gặp định mệnh giữa hai người bạn thân, Rayleigh được nhìn như một người thư thả trên một con tàu do ông đánh cắp được trong vụ cháy nhà. Roger chú ý đến con tàu và ông ơi gọi người bạn tóc hồng cùng ra khơi chinh phục đại trình. Vừa bóng tối chửi cười trừ, ở đâu ra xuất hiện một gã thú vị với chiếc mũ rơm lập dị. Cơ mà sau cùng, ông cũng đồng ý tham gia cùng Roger. Huyền thoại và hai vị hải tặc vĩ đại bắt đầu. 26 năm trước, khi bắt đầu câu chuyện một mảnh, Roger bị ốm vì một căn bệnh nan y, dẫn dắt cả phi hành đoàn cùng nhau thực hiện một hành trình cuối cùng và cùng nhau phiêu lưu vào Grand Line. Dù đã cố gắng, nhưng Rayleigh không thể ngăn cản được tham vọng của thuyền trưởng không nên quá sức. Ông đành giúp đỡ người bạn thân hết sức có thể. Đồng thời cùng Roger kinh qua rất nhiều trận chiến vĩ đại như God Van Lee hay Edward, đánh bại những đối thủ sừng sỏ, trong đó có Rock Disebek và Sư Tử Vàng Siki, tên tuổi của cả hai vang danh bốn bể như hải tặc mạnh nhất đương thời. Băng Roger và băng dâu trắng nhiều lần chạm trán nhau bất phần thắng bại, trong khi thuyền trưởng con tàu Oro Jackson được xem là đối thủ chuyên kiếp của Gap, thì Sengoku là cạ cứng với Hắc Ám Vương. Bước ngoặt cuộc hành trình chỉ đến khi băng Roger tìm được người phù hợp giúp họ đến Raten. Đó là đội trưởng đội 2 dấu trắng, Kozuki Oden. Thoạt đầu, Rayleigh và Gaban đã ngờ vực khi tuyển mộ đội trưởng băng kẻ thù vào clan. Nhưng sau vài bài test, ông chấp nhận Oden là thành viên tuyệt vời. Sự ra đi của Roger kèm theo việc tiễn đưa Oden về Wano đã lấy đi hết nước mắt của vị thuyền phó vĩ đại này. Ngày mà Roger bị hành hình, Rayleigh ngồi ở quán rượu thân thuộc, nhớ lại toàn bộ chuyến hải trình. Từ Water Seven, đảo trời, đảo nghề cá, đến Ru, rồi Wano, cuối cùng là Raten. Họ đã cùng nhau trải qua gần như cả thanh xuân bên đối phương. Trên cả tình bạn, đây là tình huynh đệ. Giữ đúng lời hứa với thuyền trưởng, Rayleigh chọn cách ẩn thân chi thuật, trở thành người thợ tráng thuyền tại Sabaody, chờ đợi tên hải tặc trong lời tiên tri xuất hiện. 12 năm trước, ông gặp lại Sanji với cánh tay bị mất. Vua bóng tối đã rất sốc, tự hỏi ai đủ sức gây ra điều đó. Câu chuyện về Luffy khiến cả hai có một buổi nhậu sảng khoái,
Qua lời kể của Sanh, Rayleigh quyết định sẽ giúp đỡ cho Luffy bằng mọi giá qua được tân thế giới. Mọi thứ sau đó chúng ta đều đã biết với giai thoại hai thầy trò quyến rũ nữ vương các đời Amazon Lily. Ok, trên đây là video tất tần tật về cuộc đời vô bóng tối Silver Rayleigh. Anh em muốn mình làm về tiểu sử của nhân vật nào tiếp theo, cứ comment bên dưới nhá. Rồi, như thường lệ, cùng chào đón ba bạn may mắn đến với channel Băng Hải Tặc Sam Soi. Phong Lại Vân, ha ha ha, thấy cánh tay phải của tứ hoàng Luffy, đầu tảo thì sao ha ha. Thì đang trên đường cosplay Rayleigh đây, vua địa ngục, nghe cũng ra gì phết. Nhìn gì ba, anh Sam đẹp trai cho em hỏi, Gap và Sen ai mạnh hơn? Kiểu Roger với Rayleigh, bạn đoán xem. Viên Trần, chào anh Sam Soi đẹp trai, mong một lần lên TV. Nghe đẹp trai không cho lên TV hơi phí nhá. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình phát triển thêm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Wow wow wow, thuyền trưởng Sam Soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè, vô thôi.